Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chủ tài làm món gan xào quấn bắp cải. Em mang xào và ăn sống với cả lá bắp cải. Mấy anh em cùng theo dõi nhé. Chút mắm, hạt lim, giới thiệu mọi người, đây là bột đậu tương rang xay. Cho vào ăn để nó mới mùi. Đây, giới thiệu mọi người, đây là món gan xào. Trên này mình đã lắc đậu tương quấn với cả bắp cải. Đấy, mọi người xem. Ở đây mình thiếu chút ớt. Mời tất cả anh em nhé. Xin mời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.